Hello everyone, nice to see you again. I'm a teacher from Chu Văn An School. Cô chào các em. Rất vui vì lại được học trực tuyến cùng nhau. Go on studying Unit 12, Sports and Pastimes. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài 12, Thể thao và giải trí. See how often. Tiếp tục phần C. See 3 and 4. Now, open your books and notebooks, please. Các em sẽ mở vở, mở sách bài 12, phần C3 cho cô. Let's begin. Bắt đầu nào. C3, ask and answer. Ở phần C3, chúng ta sẽ luyện tập hỏi và đáp. Theo mẫu câu. Trước hết, now, look at the picture, please. Nhìn vào tranh. Do you remember it? Các em có nhớ tranh này không nào? Chúng ta đã gặp ở bài trước, đúng không? Dựa vào thông tin về Ba và Lan, các em sẽ có câu hỏi và câu trả lời. Now, how often? How often? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi với cấu trúc how often? Thường xuyên thế nào? How often do Ba and Lan go to the zoo? Ba và Lan đi thảo cầm viên thường xuyên thế nào? Và câu trả lời. They sometimes go to the zoo. Thỉnh thoảng họ đi thảo cầm viên. Ở câu trả lời, các em sẽ sử dụng trạng từ chỉ tần suất như là always, sometimes, usually, never. Often để trả lời ha. Do you understand? Yes. Vậy chúng ta sẽ dựa vào tranh, thông tin trong tranh để đặt câu hỏi how often và câu trả lời có chứa trạng từ chỉ tần suất cho cô nha. Now, A is done already. Tranh A thì cô đã làm mẫu rồi. Bây giờ các em sẽ còn lại 5 tranh nữa. Chúng ta sẽ dựa vào từng tranh để đặt câu hỏi và câu trả lời ha. Nào, 5 minutes for you. Let's begin. 5 phút nào. Bắt đầu. Thank you.
Now, the time is over. Let's correct. Cô cho mình cùng sửa nào. Now, look at it. Rồi, ở trang này chúng ta sẽ có thể đặt câu hỏi nào. Go to the park, right? How often do they go to the park? Họ đi công viên thường xuyên thế nào? Và dựa theo thông tin trong tranh, chúng ta sẽ có câu trả lời. They often go to the park. Mình còn hỏi được gì nữa nào? Have a picnic. How often do they have a picnic? They sometimes have a picnic. Họ đi dã ngoại thường xuyên thế nào? Thỉnh thoảng họ mới đi dã ngoại. Nếu đúng thì mình có dấu tích, còn nếu mà chưa đúng thì mình sẽ sửa lại ha. Go on. See. Thông tin trong tranh này cho chúng ta những câu hỏi như sau. Play sports. How often do they play sports? Họ chơi thể thao thường xuyên thế nào? They usually play sports. Họ thường xuyên chơi thể thao. Đúng không? Mình còn hỏi được gì nữa nào? Fly their kites. How often do they fly their kites? Họ thả diều thường xuyên thế nào? They sometimes fly their kites. Thỉnh thoảng họ mới thả diều thôi. Các em sửa vào nha. Continue. Ta tiếp tục. Picture B. À, mình sẽ có câu hỏi về go camping. Đi cắm trại. How often do they go camping? Họ đi cắm trại thường xuyên thế nào? They never go camping. Họ không bao giờ đi cắm trại. Go on. Picture E. Walk to school. Đi bộ đi học. How often do they walk to school? Họ đi bộ đến trường thường xuyên thế nào? They always walk to school. Họ luôn luôn đi bộ đến trường. And the last one. Yes. Do their homework. Làm bài tập từ nhà. How often do they do their homework? Họ làm bài tập về nhà của họ thường xuyên thế nào? They always do the homework. Họ luôn luôn làm bài tập về nhà của họ. Rồi, các em sửa vào ha. Tôi hy vọng là nhiều em sẽ làm đúng cả năm bức tranh. Let's move to C4. Ta tiếp tục phần C4 nha. Write sentences about you in your exercise book. Viết những câu về bạn trong vở bài tập của bạn. Use always, usually, often, sometimes, never. Và các em sẽ sử dụng những trạng từ chỉ tần suất trong câu trả lời. For example,
Câu A cô làm mẫu nè. Chữ A màu đỏ này để mình biết là câu mẫu ha. How often do you go to the zoo? Bạn đi thảo cầm viên thường xuyên thế nào? I sometimes go to the zoo. Thỉnh thoảng tôi đi thảo cầm viên. Now it's your turn. Đến lượt các em rồi. Cô Trà mình sẽ tìm hiểu xem những câu hỏi này có gì khó không nha. B. How often do you go to the park? Bạn đi công viên có thường xuyên không? C. How often do they play sports? Bạn chơi thể thao thường xuyên thế nào? D. How often do you go camping? Bạn đi cắm trại thường xuyên thế nào? E. How often do you go fishing? Bạn đi câu cá thường xuyên thế nào? F. How often do you help your mom? Bạn giúp đỡ mẹ của bạn thường xuyên thế nào? Ở câu này thì cô nghĩ chắc chắn là các em sẽ sử dụng always, đúng không? And the last one. How often are you late for school? Bạn có đến trường trễ, có đi học trễ thường xuyên không? Cô hy vọng là chúng ta sẽ sử dụng trạng từ chỉ tần suất never. Phần này là chúng ta sẽ trả lời thực tế, trả lời thật. Các em có thể là sẽ có những câu trả lời khác nhau, đúng không? Và nhớ là trong câu trả lời sẽ sử dụng những trạng từ chỉ tần suất nha. Can you do it? Yes. Các em làm được đúng không? Now remember, ở phần ghi nhớ thì chúng ta sẽ khắc sâu thêm một lần nữa cấu trúc how often ở câu hỏi và những trạng từ chỉ tần suất ở câu trả lời. How often do they have a picnic? They sometimes have a picnic. Được chưa nào? Now, listen to the song please and answer my question. What do you like to do? What? What do you like to do? 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 Ride a bike. Ride a bike. Watch TV. Watch TV. Draw a picture. Draw a picture. Dance. Dance. Climb a tree. Climb a tree. Speak English. Speak English. Read a book. Read a book. Swim. Swim. What do you like to do? 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 What do you like to do?
Now, answer the question. What do you like to do? Thế thì em thích làm gì? Đọc sách, hay là chơi đàn, hay là vẽ tranh, hay là bơi? Môn nào thì cũng có ích cho mình hết. Chỉ nhớ là đừng chơi video game nhiều quá ha. Các em có muốn biết sở thích của cô là gì không nào? Nào, look at it. Yes, sở thích của cô là làm những món đồ tái chế. Chúng ta sẽ sử dụng lại những vật liệu bỏ đi để thành những món đồ rất là dễ thương. Yes. Đây là những cái lon và cái chai bỏ đi nè. Các em thấy sản phẩm này có dễ thương không? Rất là dễ thương luôn, đúng không? Yes. Không biết có bạn nào thích làm những món đồ tái chế thì liên hệ với cô ha. Now, homework. First, learn remember. Các em sẽ học phần ghi nhớ. Then, do exercises from the school website. Làm bài tập từ trang web của trường mình. Next, prepare units 13, 8, 2, 3, and 4. Các em sẽ chuẩn bị phần từ mới của bài số 13, phần A2, A3 và A4. Unit 12 is over. Bài số 12 đã hết lại. Thanks for your watching. Cảm ơn các em đã xem video. Thanks for your listening. Cảm ơn các em đã lắng nghe cô. Goodbye. See you next time. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học trực tuyến lần sau. Nha. Yeah.